Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Như các bạn đã biết thì ConoGraph là một trong những chức năng rất là phức tạp được nhiều nhà sản xuất đồng hồ trên thế giới tập trung và phát triển nó. Chúng tôi nhận thấy là Gia Bảo Luxury trước đây cũng có giao dịch khá là nhiều những chiếc đồng hồ ConoGraph, nhưng chúng tôi chưa có cái cơ hội để ngồi lại để phân tích cũng như là để chia sẻ với các bạn những kiến thức về ConoGraph. Thì trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số cái thông tin về ConoGraph qua hai chiếc đồng hồ là AP ConoGraph và Patek Philippe ConoGraph 5905R. Vậy chức năng ConoGraph là gì? Chức năng ConoGraph là chức năng có thể tạm hiểu là chức năng đếm giờ thể thao. Với những cái tay đua thì cái việc họ trang bị một chiếc đồng hồ với chức năng đếm giờ thể thao này, thậm chí là những nhà du hành, thì nó rất là quan trọng. Và đó là lý do mà chiếc đồng hồ đếm giờ thể thao Rolex Daytona hay Omega Speedmaster được nổi tiếng đến như vậy. Và ngày nay chúng ta vẫn đang sử dụng những thành quả, những di sản của họ để lại. Tuy nhiên là chức năng đếm giờ thể thao này có thực sự hữu ích khi chúng ta sử dụng hàng ngày hay không? Tôi được chia sẻ từ một vài vị khách hàng là họ thường chỉ để chức năng này hoạt động thay cho kim giây đó, chứ họ không có sử dụng vào một mục đích gì khác. Tại sao rất nhiều nhà sản xuất đồng hồ họ lại phát triển cái chức năng này nếu như nó không có cái tính hữu dụng cho những người sử dụng hàng ngày? Có một cái điểm ấy, đây thì tôi sẽ lên tay thử luôn chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy được. Chiếc đồng hồ với chức năng ConoGraph thì nó sẽ khỏe khoắn, nhìn nó sẽ khỏe hơn, sport hơn là một chiếc đồng hồ chỉ có đơn thuần là một nút bấm, đúng không các bạn? Các bạn có đồng tình với tôi về quan điểm này không? Đó là một trong những lý do vì sao mà rất nhiều nhà sản xuất họ thường sản xuất đồng hồ thể thao với 3 nút bấm. Ngày hôm qua thì có một vị khách hàng đến với Gia Bảo Luxury và có đặt câu hỏi cho chúng tôi về hai chiếc đồng hồ này. Đó chính là chiếc đồng hồ nào có ConoGraph xịn hơn, chất hơn. Thì để đánh giá được cho cái câu hỏi đấy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vài cái yếu tố. Thứ nhất đó chính là về in-house hay không in-house, cách thức vận hành, thời lượng, bộ đếm và chiếc đồng hồ nào bấm sướng hơn, hay là nhìn lúc cái kim ConoGraph chạy mượt hơn. Đó. Với hai chiếc đồng hồ này nhá, nó có điểm chung, một điểm chung. Đây là hai cỗ máy ConoGraph dạng tích hợp và sử dụng là sử dụng khớp dọc. Tuy nhiên, nếu mà để về đánh giá về nguồn gốc thì chiếc đồng hồ Patek tôi đánh giá cao hơn. Bởi vì sao? Chiếc đồng hồ này, cỗ máy ConoGraph được thiết kế sản xuất hoàn toàn bởi Patek, cỗ máy 28520. Tuy nhiên là chuyển sang AP thì sao? Rất nhiều người mắc sai lầm khi nhận định chiếc AP ConoGraph này là máy in-house. Đây là một chiếc đồng hồ sử dụng máy của một thương hiệu khác, đó là thương hiệu Philip Piguet Base 1185. Mà cái cỗ máy này thì rất là nổi tiếng, rất nhiều nhà sản xuất đồng hồ sử dụng, kể đến có thể là Omega ConoGraph, Blancpain ConoGraph và Vacheron Overseas, thậm chí là Chopa nữa. Chopa ConoGraph có sử dụng cái Base 1185 này. Ngày nay thì Philip Piguet thì nó là thuộc về Blancpain và thuộc về Swatch Group các bạn ạ. Thì nếu mà để đánh giá về in-house hay không in-house thì tôi sẽ đánh giá Patek cao hơn. Vậy thì vận hành thì sao? Khi chúng ta vận hành thì sao? Đây, khi mà tôi bấm vào cái nút bấm ConoGraph của chiếc AP này, cái cảm giác của tôi là rất là nhẹ. Đây là một cái ưu điểm khi mà tôi vận hành cái chức năng ConoGraph này. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ. Đó, còn chiếc Patek thì sao? Đây, thấy không? Cảm giác nó nặng hơn một chút, nhưng mà ấn thì cảm giác vẫn rất là sướng. Đó, khi dừng lại thì sao? Dừng lại, cái chiếc Patek này còn có một ưu điểm nữa tôi chưa giới thiệu tới các bạn, đó chính là chức năng flyback. Có nghĩa là sao? Với chiếc AP này, nếu như chúng ta không dừng lại mà chúng ta ấn luôn cái nút reset là nút ở góc 4 giờ thì cỗ máy nó sẽ không nhiều thì ít nó cũng sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên là với chiếc Patek máy in-house này 28520 này thì chúng ta có bao gồm chức năng flyback, có nghĩa là kể cả là chúng ta không cần dừng lại là chúng ta cũng có thể bấm reset được. Đây, đó,
đồng hồ tiếp tục chạy, không cần dừng lại. Đây là một điểm mà tôi đánh giá là về tính vận hành Patek cao hơn cái cỗ máy Frederic Piguet của AP sử dụng trong cái chiếc Roy Off này. Về cảm giác bấm nhá, chúng ta hãy nói về cảm giác bấm, thì tôi có thiện cảm với chiếc AP này hơn, bấm rất là nhẹ, nó rất là nhẹ nhàng. Patek thì có nặng hơn một chút, tuy nhiên là nó không nặng như là chúng ta bấm một chiếc một cỗ máy 7750 của ETA. Về cảm quan khi nhìn cái kim chronograph này chạy thì tôi có cái cảm giác thích chiếc Patek này hơn, bởi vì nó nhìn rất là mượt. Các bạn biết lý do vì sao cái kim chronograph của cái chiếc Patek này lại mượt hơn chiếc AP không? Bởi vì tần số dao động. Nguyên nhân là do tần số dao động. Tần số dao động 1 giờ của chiếc AP này chỉ là 21.600 nhịp thôi, nhưng với chiếc Patek này lại là 28.800 nhịp. Đó là lý do vì sao cái kim chronograph này của Patek chạy mượt mà hơn so với cả chiếc AP. Về bộ đếm thì sao? Về bộ đếm thì Patek họ làm bộ đếm 60 phút, gấp đôi bộ đếm của AP là 30 phút. Về hiển thị phút thôi các bạn nhé. Về hiển thị phút thôi. Còn về giờ thì tôi không nói. Về giờ thì AP có thêm một bộ đếm lên 12 tiếng. Có một điểm nữa giữa khiến cho hai chiếc đồng hồ này tôi đánh giá là nó liên quan đến toàn bộ cái lớp vỏ chiếc đồng hồ này. Đó chính là cỗ máy Frederic Piguet này thì nó mỏng. Đây như các bạn đang nhìn này. Chiếc đồng hồ này khi mà lên cái bộ máy chronograph của AP thì nó không làm cho chiếc đồng hồ nó quá bị dày. Đó các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Còn với Patek thì sao? Nó khiến cho cái lớp vỏ của đồng hồ nó khá là dày. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Khá là dày. Đó. Đó là một số phân tích của tôi cho cái câu hỏi của anh khách hàng là cỗ máy chronograph của chiếc đồng hồ nào xịn hơn, chất hơn. Thì như các bạn đã thấy, có lẽ là chúng ta sẽ nghiêng về chiếc Patek chronograph này với một cỗ máy in-house với chức năng flyback chronograph. Bộ đếm 60 phút rất là tuyệt vời. Kim cũng chạy mượt hơn. Tuy nhiên là khi chúng ta nhìn sang chiếc AP này, có lẽ là chúng ta phải nghĩ đến một phần nữa, đó chính là về thiết kế tổng thể của AP. Chiếc Rolex này không được quá dày, thế nên là họ cũng đã phải chọn rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng cái cỗ máy base Frederic Piguet này. Tản mạn một chút về AP chronograph thì họ đã sản xuất ra một cỗ máy tích hợp rất là hiện đại và rất là chất, được sử dụng trên bộ sưu tập 1159, code 1159, giới thiệu tại SISS năm 2019 các bạn ạ. Thì đó có lẽ là đối thủ của chiếc đồng hồ Patek này, mà thậm chí nó còn nhỉnh hơn cơ, bởi vì sao? Thời lượng cost cao hơn. Hai chiếc đồng hồ này thời lượng cost một chiếc là chỉ AP hơn 40 tiếng thôi, đeo hơi khó chịu. Còn Patek thì từ 50 đến 55 tiếng. Tuy nhiên tôi cảm thấy là vẫn chưa đủ như cái cỗ máy in-house của AP chronograph bây giờ. Rất là đẹp, ngoài đẹp ra còn hữu dụng nữa. Tuy nhiên là nhược điểm của nó cũng dính đến một vấn đề, đó chính là hơi dày. Nếu mà nó mà mỏng và có thể đưa được vào Roy Ox AP như thế này, thì tôi đảm bảo với các bạn đấy là một chiếc đồng hồ tôi sẽ mua cho bộ sưu tập của chính bản thân mình. Thì độ hoàn thiện của hai cỗ máy này ấy, chiếc đồng hồ AP này nếu mà đánh giá của tôi ấy, chỉ được 5 điểm thôi. Vì vậy họ đã phải đóng cái đáy này lại, chưa đủ tiêu chuẩn để họ có thể show cái bộ máy họ ra. Vậy còn chiếc Patek này thì sao? Tôi đánh giá là 8 điểm. Đánh giá 8 điểm. Những đường vân rất là đẹp mắt này, rotor bằng vàng với logo hoa thị của Patek. Tất cả độ hoàn thiện tuyệt vời. Đó. Vậy thì cỗ máy nào xịn hơn, chất hơn thì các bạn cũng đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Chắc chắn đó chính là Patek Philippe Chronograph. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng những chiếc AP như thế này, người tiêu dùng không có suy nghĩ quá nhiều về tìm hiểu về máy móc vân vân. Chúng ta chỉ cần một chiếc đồng hồ thể thao, ba nút bấm, hoạt động ổn định mà không quá dày nữa các bạn. Thì chiếc AP Chronograph này đó là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đây là cuối video này rồi. Các bạn có suy nghĩ gì về Chronograph? Nếu có điều kiện thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào trong hai chiếc đồng hồ này? Hãy comment ở phía bên dưới cho tôi biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.